Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Donut Dragons Mình lại đang vào trong tập ngày hôm nay Mình sẽ giới thiệu với các bạn một tựa game rất là nhỏ gọn Nhưng cũng không kém phần kịch tính Mang tên là Apocalypse -o. Đây là một tựa game chuẩn bị lên sóng và bốn cộng đồng Kickstarter trong thời gian tiếp theo. Nên là mình cái bản mà mình đang có hiện đây chỉ là cái bản prototype, bản tiêu mẫu thôi, chứ không phải là bản chính thức. Nên các bạn đã thấy được là cái thành phần, chất lượng thành phần nó không thực sự tốt lắm. Nhưng hạn như cái vỏ hộp này, nó là cái hộp, một mở ra ấy, nên là nó cũng không quá tốt. Cũng như là cái hộp đựng bên trong, các thành phần cũng vậy. Đây là cái quyển luật này, đấy, thật, mọi thứ nó chỉ nằm ở dưới mức là prototype thôi cái tựa game này có lượng thành phần rất là tương đối đơn giản Apocalypse nó chỉ có hai loại thành phần chính đó là cái tô, những cái token mà đánh giá trạng thái cũng như là các viên xí ngầu thì cái game này người chơi chủ yếu sẽ sử dụng 6 viên tiếng xí ngầu và mỗi cái mặt của xí ngầu là nó sẽ tượng trưng cho một cái ý nghĩa, một cái hành động khác nhau. Còn ngoài ra chúng ta về cái phần token ấy thì chúng ta sẽ có ba loại token khác nhau. Đó là cái token màu cam là cái token núi lửa, token màu xanh dương là token sóng thần và token màu đỏ là cái token đánh dấu số lần mà người chơi bị nhận sát thương, nhận damage ấy, hoặc là nhận strike. Còn cái viên xí ngầu còn lại, cái viên xí ngầu mà có giá trị từ 1 đến 5 ấy thì đó là một cái variant giúp cho chúng ta chơi nhanh hơn mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ lược về những miếng xí ngầu này nhé. Xí ngầu này nó có 6 mặt này và mỗi mặt nó tương trưng cho một hành động. Chẳng hạn như cái này là cách mà bạn sẽ có triệu hồi sóng thần tấn công người khác. Cái này là bạn sẽ triệu hồi núi lửa tấn công người khác. Cái mặt này, cái mặt mà có cây cọ này này, nếu mà các bạn có đủ 5 cái thì các bạn sẽ bỏ hết những cái tấn công của người khác đối với mình. Trái tim thì giúp các bạn có lại được một mạng để xem nào cái mặt mà núi lửa dấu chéo qua như thế này hoặc là cái mặt mà có sóng thần dấu chéo qua như thế này. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Tìm khó quá nhỉ? Đâu rồi? Sống thần đâu rồi? Đây, hai cái mặt mà có cái sóng thần dấu chéo cũng như là nuôi lửa dấu chéo là giúp cho các bạn bỏ những cái token sóng thần hoặc nuôi lửa mà các bạn đang có. Còn đối với cái token sóng thần và token núi lửa thì các bạn sẽ thấy rằng mỗi cái token này nó sẽ có hai mặt này, kể cả sóng thần hay núi lửa và mỗi mặt nó sẽ có một con số ở trên đó, chẳng hạn như bên trái của mình là một, còn bên phải của mình là hai. Cái con số 1 này có nghĩa là số lượt mà người chơi còn lại để có thể sự giải quyết nó để vứt bỏ nó đi. Còn đây này, mặt bên kia là hai. Tùy vào cái sức mạnh mà khi người chơi khác tấn công thì người chơi có thể nhận những cái token thiên tai này ở cái con số 1 hoặc là con số 2. Còn đối với cái token X này đó là cái damage cái sát thương mà người chơi nhận được. Có nghĩa là nếu mà khi mà cái token ở số 1 rồi mà người chơi không giải quyết được nó ở cuối lượt của mình thì cái token nó nó sẽ biến thành cái dấu X. Người chơi mà có 3X thì họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Còn cái token cái xí ngầu mà từ 1 tới 5 như thế này nó chỉ là một cái variant giúp cho chúng ta chơi nhanh hơn mà thôi. Trong trò chơi Apocalypse mỗi người chơi sẽ lần lượt thực hiện cái hành động của mình theo chiều kim đồng hồ. Thì trong lượt của mình ấy thì người chơi sẽ có tối đa là 3 lần đổ xí ngầu và mỗi lần đổ xí ngầu thì họ sẽ sử dụng những cái viên xí ngầu này đây. Thì khi mà đổ xí ngầu cuối lượt của mình, khi mỗi lần mà xong một lần đổ xí ngầu ấy thì người chơi được quyền giữ lại một số viên xí ngầu mà họ có thể sử dụng để phòng thủ hoặc là tấn công những viên xí ngầu mà bạn giữ lại thì bạn sẽ không cần phải đổ chúng nữa bạn sẽ đổ những cái viên xí ngầu mà bạn không giữ lại như trong hợp này mình giữ ba cái viên xí ngầu sống thân và mình đổ ba cái viên còn lại thì bây giờ mình sẽ có bốn viên xí ngầu sống thân sau khi đã hoàn thành cái việc đổ xí ngầu thì người chơi sẽ kích hoạt cái tính năng dựa vào những cái combo mà người chơi đã thu thập được từ những cái sáu viên xí ngầu này Bây giờ thì mình sẽ thích cho các bạn về những cái tính năng của những cái combo mà từ những cái viên xí ngầu này nhé. Đầu tiên là nếu như các bạn có được ba cái xí ngầu sóng thần hoặc là ba cái xí ngầu núi lửa thì bạn sẽ được quyền chọn một người chơi khác để tấn công. Người chơi bị tấn công sẽ nhận một cái token thiên tai tương ứng ở mặt số 2. Thì nếu như bạn tấn công bằng ba cái viên xí ngầu sóng thần thì họ sẽ nhận được cái token sóng thần ở mặt số 2, nếu mà là núi lửa thì sẽ là cái token núi lửa ở mặt số 2, đơn giản vậy thôi. Còn nếu như là bốn cái xí ngầu núi lửa hoặc là bốn cái xí ngầu sóng thân thì người chơi sẽ tấn công người chơi khác bằng việc là cho họ tới tận hai cái token sóng thần hoặc là núi lửa tương ứng với cái xí ngầu mà ở mặt số 2. Còn nếu như là năm cái token thiên tai giống nhau chẳng hạn như là năm cái token núi lửa hoặc là năm cái token sóng thân thì người chơi sẽ tấn công người chơi khác bằng việc cho họ tới tận ba cái token thiên tai tương ứng ở mặt số 2. Còn nếu như mà người chơi đổ ra được tới tận 6 cái token thiên tai giống nhau, chẳng hạn như 6 cái token sóng thần hoặc 6 cái token núi lửa, thì người chơi sẽ tấn công một người chơi khác bằng việc đưa họ tới tận 3 cái token thiên tai tương ứng mà ở mặt số 1. Ngoài việc dùng xí ngầu để tấn công người chơi khác ra, thì người chơi cũng có thể tạo ra những combo từ 6 viên xí ngầu để phòng thủ. Chẳng hạn như nếu người chơi tạo ra được 3 cái xí ngầu mà nó có dấu X như thế này mà cùng một cái thiên tai, thì người chơi có thể loại bỏ cái token thiên tai tương ứng. Chẳng hạn như nếu mà họ có 3 cái xí ngầu gạch chéo của núi lửa, thì họ sẽ bỏ một cái token thiên tai núi lửa. 3 cái xí ngầu gạch chéo của sóng thân thì sẽ bỏ một cái token thiên tai sóng thân mà không cần quan tâm tới mặt nào cả. Một combo khác thiên về phòng thủ chính là việc người chơi có được 5 cái xí ngầu có hình trái tim như thế này. Khi mà người chơi đổ được combo này thì họ sẽ bỏ một cái strike tương đương với một cái chữ X. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ có một mạng. Các bạn nên nhớ nhé, khi mà người chơi bị ba cái strike, đó là bị ba cái chữ X, thì người chơi sẽ bị thua. Vì từ lúc đó họ hết mạng rồi, họ sẽ rời khỏi cuộc chơi ngay lập tức luôn cái combo cuối cùng đó là khi mà người chơi đổ ra được năm cái cây cọ dừa như thế này thì cái combo này sẽ giúp cho người chơi bỏ hết được toàn bộ những cái token thiên tai mà họ đang sở hữu bây giờ thì mình sẽ giải thích cho các bạn về cái token thiên tai này cái token thiên tai này nó sẽ có hai mặt một mặt là số 2 và một mặt là số 1. nếu như trong cái lượt của các bạn mà bắt đầu lượt ấy nó là số 2, thì cuối lượt mà các bạn không giải quyết được thì nó sẽ chuyển qua thành số 1. Còn nếu mà các bạn bắt đầu lượt của mình mà cái token thiên tai đang ở số 1 và tới cuối lượt của các bạn mà các bạn không giải quyết được cái token thiên tai số 1 này thì các bạn sẽ nhận được một cái chữ X. Các bạn sẽ thua cuộc khi mà các bạn nhận được tổng cộng là 3 chữ X. Khi mà thua cuộc ấy có nghĩa là các bạn sẽ rời khỏi cuộc chơi. Và trò chơi này, người chơi nào mà còn lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Đối với mình thì cái điểm mạnh của trò chơi này nó nằm ở việc đó là dễ học dễ chơi Cái cách chơi của nó khá là tương đồng với rất là nhiều trò như là Jazzy này Hoặc là trò King ngập Tokyo Chủ yếu là sử dụng 6 xí ngầu và Sau đó các bạn sẽ chọn những cái combo ra từ những cái xí ngầu này Và cái thời lượng chơi của game này cũng tương đối ngắn nữa Mình chơi tầm khoảng 4-5 game ấy Thì trung bình một game là khoảng chưa tới 10 phút đâu Có chơi game 4 người thì có khi 8 phút là hết một game rồi Tuy nhiên đó là, là tất cả những cái gì mà mình thích từ cái trò chơi này. Tại vì những cái điều không thích ấy, có rất là nhiều thứ mà mình không thích ở trò chơi này. Cái điểm đầu tiên mà mình không thích ấy, đó là cái kiểu mà tấn công mà chọn một người chơi khác để tấn công. Tại vì mình hiểu cái ý của tác giả đó là khi mà chọn một người chơi khác tấn công ấy thì người chơi sẽ cố gắng chọn cái người chơi nào mà x strike nhất để tấn công. Tuy nhiên trong cái quá trình chơi ấy, nó mình cảm giác là nhiều lúc ấy nó tư thù cá nhân rất là nhiều người chơi tuổi là ô tôi không quan tâm gì tới cái thế cục của bàn chơi cả, ta không thích thằng đó, là ta sẽ chọn thằng đó để ta tấn công thôi. Thành ra cái game này nhiều lúc nó tạo ra một ức chế rất là khó chịu luôn. Và một cái điểm thứ hai nữa ấy, đó là cái độ cân bằng của game. Đó là nhiều lúc ấy là khi mà các bạn bị tấn công, các bạn nhận những cái token khoảng ba bốn cái token thiên tai, tại vì nhiều người chơi họ sẽ tấn công bạn mà bạn nhận khoảng 3 bốn cái token thiên tai là tới lượt của bạn bạn bó tay rồi bạn không thể phòng thủ được một nùi những cái token thiên tai như vậy được tại vì bạn sẽ liên tục phòng thủ như vậy thì bạn phải tấn công làm thế nào mà bạn tấn công được trong khi bạn chỉ có hai lượt để tấn công điều này dẫn đến việc đó là trong quá trình chơi game ấy bạn sẽ không thấy được là những cái thời điểm mà đưa ra được những cái sự lựa chọn khó khăn được những cái gọi là những cái sự lựa chọn mà có ý nghĩa đâu và nếu như mà cái game này mà mình mà recommend á, mình khuyên người khác mua ấy thì mình sẽ nghĩ là nếu mà bạn đang tìm một cái tự game mà chơi vô tri, đúng kiểu là chơi vô tri không suy nghĩ, không đắn đo gì hết nhưng mà bạn vẫn thích cái sự hồi hộp từ những cái lần đổ xí ngòi ấy thì cái game này nó mới hợp với bạn. Còn nếu mà bạn muốn tìm một cái tự game mà có một chút tính toán hoặc là một chút suy nghĩ, hoặc là có một cái gì đó mà nó tạo ra được một cái sự cân bằng ấy thì cái game này chắc chắn sẽ không dành cho bạn. Game này đúng nghĩa là chơi chỉ để giải trí thôi không học không cần học luật nhiều cũng không cần nhớ nhiều luật lắc nhắc vân vân cũng không cần keep track được những cái quá trình phát triển gì không cần gì cả chỉ cần có ông bà phụ hộ đổ xí ngầu và chơi thôi chứ còn lại thì không có gì hết và đó cũng là phần kết của tập ngày hôm nay tập mà mình giới thiệu cho các bạn về tựa game Apocalypse Show, cũng như là những cái cảm nhận của mình xoay quanh cái tựa game này mình hy vọng với cái video này thì mình đã giúp cho các bạn thấy được là các bạn có nên mua nên ủng hộ cái dự án này trên Kickstarter hay không. Và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên ấn nút like video cũng như là ấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những nội dung liên quan đến board games một cách sớm nhất và nhanh nhất nhé. Mình nãy đang Đăng đến từ Donut Dragons. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.